bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Phan Đi Hùng đây. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn nhảy điệu nhảy có tên là Tura. Rồi, đầu tiên các bạn hãy đứng tư thế nghiêm như vậy ha. Rồi, hai tay các bạn giơ lên trước nè. Ở trên mạng nó có rất là nhiều kiểu nhảy Tura, nhưng mà mình chọn một cách mình cảm thấy là nó men tính nhất. Chứ thường điệu nhảy trên đó toàn là phụ nữ không à. Ok, các bạn nhìn nha. Đầu tiên đưa hai tay dậy, hai chân đứng nghiêm. Đầu tiên nè, người ta nói Tatura nè, các bạn hãy nhúng hai cái tay xuống và đưa cái chân qua tư thế này. Ok, nhìn nè, Tatura, Tatura. Ok, cái này dễ ha, cái này không cần phải chỉ nhiều, chỉ cần đưa hai quay bằng chân qua nè. Đó, quay thế nào cũng được, vầy cũng được, vầy cũng được, hoặc là vầy cũng được. Đó nè, Tatura, kéo tay xuống, Tura. Rồi, đó là bước đầu ha. Bước tiếp theo nó sẽ hơi phức tạp một xíu. Đây, đưa cái tay vô, thấy không? Đưa cái tay ra, banh chân ra. Rồi tiếp tục, đưa cái tay vô, khép chân lại, banh chân ra. Đó, nó sẽ vậy nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình làm lại nha. 1 2. Ok, tiếp theo nè, đưa tay ra, quay qua nè. Lúc mà mình đưa cái tay rộng ra thì mình dang cái chân ra nha. Thấy chưa? 1, khép vô thì co chân lại, đưa cái tay bên trái ra. 2, hồi nãy là bên phải thì bên trái ha, lại bên phải nè. Đó, thì cứ mỗi lần mà mình banh ra là mình phải nhúng xuống nha. Nè, đó, thấy không? Trên mạng các bạn hay làm gì đó. Lại nha, Tatura, Tura, 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 Tura. Đó, cái đó là các bạn thực hiện xong hai bước, đó là bước xuống và bước dang đọt chân ra ha. Rồi tiếp theo, cái khúc mà người ta vô điệp khúc á thì các bạn sẽ nhảy vậy đúng không? Cái đó các bạn có thể đứng im một chỗ và các bạn dùng cái gót bàn chân của mình thôi. Các bạn dùng cái gót bàn chân của mình nè. Đó, các bạn chỉ cần vậy thôi. Đó, thấy chưa, đơn giản không? Cái tay này các bạn để ăn trước nha, tay để ăn trước vậy nè. Đó, dễ ha. Cái đó là đứng im, nhưng trên mạng đa số các bạn trẻ hay nhảy nó đi qua hai bên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nè. Các bạn có còn nhớ được nhảy Onana không? Đó, là nó nhón vậy nè, đó. Thì các bạn trẻ cho mạng nhảy vậy nè. Đó, nó hơi phức tạp ha. Cái này nó hơi phức tạp xíu, tại vì mình đi theo luôn, đi theo cái chiều của nó luôn, cho nên nó cái chân mình nó phải phối hợp một bên lên bên xuống, rất là khó. Có phải là sau khi mình đã nhảy banh chân ra, cái tay nó dang ra rồi á, tiếp theo nè. Rồi, Tatura, Tura, 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 đúng không? Rồi các bạn nhìn nè. Đầu tiên ha, hai chân như vậy, nhấc lên, cũng như cái bài Onana đó. Đó, chân bên phải nhón gót, chân bên trái nhón gót nè, chân bên phải nhón ức. Rồi, 3, 1. Là giờ là mình sẽ nhón bằng cái gót chân phải, và chân bàn trái thì mình sẽ nhón ức lên. Ok không? Nó sẽ ngược lại đó. Qua. Đó, tiếp theo nè. Hồi nãy là bên nhóm bên nào? Nhóm bên này. Ức bên này, qua. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Nè, mình làm lại nè. Đang đứng vậy đúng không? Nè, nhón này lên, nhón này lên, qua. Tiếp theo nè. Nhón cái này lên, nhón cái này lên, qua. Đó. Rồi, nhón này lên, nhón này lên, qua. Thấy không? Lại nha, nhìn nè. Đây, các bạn cứ nhớ nha, lần đầu là mình nhón gót chân trái và ức bằng chân phải. Đây, mình qua, đúng không? Qua, để xuống. Thì lần sau mình sẽ làm ngược lại, nhón gót bằng chân phải, ức bằng chân trái, qua. Đó, một lần á là nó thành hình chữ V nè. Nè,
một lần hình chữ V nè, một lần hình chữ hình tam giác nè, đó thấy chưa. Mình làm chậm lại các bạn coi nha. Ức bằng chân trái, gót bằng chân trái, ức bằng chân phải, qua. Gót bằng chân phải, ức bằng chân trái, qua. Gót bằng chân trái, ức bằng chân phải, qua. Gót bằng chân phải, ức bằng chân trái, qua. Rồi. Đó. Cái đó là cái điệu nhảy mà khi các bạn cái lúc mà vô điệp khúc tu ra các bạn sẽ nhảy vậy nè. Rồi, mình hát nha. Ta tu ra. Tu ra. Tu ra, tu ra. Tura, e ta, tura, tura, ta. Đó, thấy không? 1, 2, 3, 4, 1, 2, thấy không? Rồi, nhanh hơn nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, đó. Nhanh hơn nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nhảy cái điệu nhảy đó một lần cho các bạn coi, điệu nhảy Tura nha. Rồi, để nó qua bài nhạc đi. Rồi, nghe nè. Ok không? Thấy không? Rất là đơn giản ha. Rồi, cái đó là cái điều nhảy mà các bạn di chuyển. Còn nếu như các bạn không di chuyển nè, các bạn có thể làm như vậy, đứng yên một chỗ thôi nè, ở không cái chân các bạn chỉ cần làm vậy thôi. Ôi đó thì cái đó là cái điều nhảy Tura mà mình muốn hướng dẫn các bạn nhảy hôm nay. Nó rất là đơn giản, các bạn có thể biến tấu thành nhiều kiểu nhảy khác nhau. Giống như các bạn nữ trên mạng á, các bạn nó nhảy có những kiểu nó đẹp hơn ha. Thì nhưng mà cơ bản nó là như vậy. Rồi, nếu như các bạn muốn nhảy đẹp hơn á, thì các bạn có thể tham khảo cách nhảy của mình thôi. Rồi các bạn xem các bạn ở trên mạng nhảy, các bạn bắt chước những bạn đó. Các bạn đã có cơ bản của mình rồi thì các bạn sẽ học được của những cái bạn đó dễ hơn ha. Thì clip hướng dẫn nhảy Tura của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và share cho mọi người cùng xem nha. Ok, xin chào các bạn.